Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài tiếp theo. Cô mời các em quan sát đoạn clip. Đối với các sản phẩm của ngành gốm, thì để tạo nên các khối tròn xoay thì người ta sẽ làm thế nào? Người ta sẽ xoay bàn xoay quanh một cạnh cố định để tạo thành hình dạng của vật thể. Vậy thì làm sao để tạo thành các khối tròn xoay và bản vẽ của nó được vẽ như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài số 6, bản vẽ các khối tròn xoay. Ba khối mà hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là hình A là hình trụ, hình B là hình nón và C là hình cầu. Cô mời các em quan sát đoạn clip. Khi quay hình gì quanh một cạnh cố định thì có được hình trụ. Ở đây có các gợi ý, bao gồm hình chữ nhật, hình tam giác vuông và nửa hình tròn. Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định ta được hình trụ. Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình nón. Và đối với hình trụ thì quay hình gì các em? Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định ta được hình cầu. Vậy thì đối với khối tròn xoay được tạo thành là khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định thì ta sẽ được khối đó, khối tròn xoay. Tìm hiểu về hình chiếu của hình trụ, hình nón và hình cầu. Đây là nội dung chính của bài nha các em. Đối với hình trụ, đáy là hình tròn. Vậy thì kích thước của hình tròn sẽ là đường kính hoặc là bán kính. Trong trường hợp này, người ta biểu diễn kích thước là đường kính, ký hiệu là chữ D. Và theo trục thẳng đứng. Theo trục thẳng đứng thì đó là chiều cao H. Vậy thì hình chiếu đứng nhìn từ trước tới theo hướng chiếu A. Hướng chiếu từ trước tới em thấy hình dạng là hình gì? Đó là hình chữ nhật, kích thước là D và H. Hình chiếu bằng nhìn từ trên xuống, em sẽ thấy được cái đáy. Đáy là hình gì các em? Đáy là hình tròn, hình chiếu bằng hình tròn, kích thước là D. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang, chúng ta sẽ thấy là hình chữ nhật, kích thước DH. Và hình chiếu của hình trụ đó là hình 6.3. Đường ở giữa nè, đường gạch chấm mảnh nè. Ở đây muốn biểu diễn là trục đối xứng ha. Đó là khối tròn xoay, do đó nó sẽ đối xứng hai bên trái phải. Còn đối với hình tròn thì ở đây người ta vẽ là đường tâm. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về hình chiếu của hình nón. Hình nón thì giống với lại cái nón lá đó các em. Hay là cái nón mà các em đội sinh nhật á. Và vẫn với các kích thước đường kính D. Đấy là hình tròn ha, nên đường kích thước là đường kính D. Và theo trục thẳng đứng thì chúng ta vẫn gọi đó là chiều cao, ký hiệu là chữ H. Nhìn từ trước tới hình chiếu đứng em sẽ thấy hình dạng là hình gì, kích thước. Hình dạng là tam giác cân, kích thước là D và H. Hình chiếu bằng nhìn từ trên xuống em sẽ thấy được cái đáy. Đấy là hình tròn, kích thước D. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang. Hình dạng tam giác cân, kích thước DH. Và hình 6.4 là ba hình chiếu của hình nón. Hình chiếu của hình cầu. Hình cầu thì giống với sản phẩm nào các em hay chơi? Đó chính là trái banh ha. Vậy thì đối với hình chiếu của quả banh á, hình cầu á, nhìn từ trước tới em thấy hình chiếu là hình gì? Là hình tròn, kích thước là D. Nhìn từ trên xuống em thấy hình chiếu bằng là hình gì? Cũng là hình tròn, hình chiếu cạnh, nhìn từ trái sang thì vẫn là hình tròn.
Vậy thì hình cầu có 3 hình chiếu, đều là hình tròn, có kích thước là D. Em hãy quan sát hình chiếu của khối tròn xoay và nhận xét. Đối với hình chiếu của hình trụ, 3 hình chiếu của hình trụ thì các em có nhận xét gì? 3 hình chiếu của hình trụ thì có 2 hình chiếu giống nhau, chiếu đứng và chiếu cạnh giống nhau. Tiếp tục chúng ta nhận xét gì đối với hình chiếu của 3 cái khối tròn xoay? Đối với khối tròn xoay thì các hình chiếu của nó là có một hình chiếu là hình tròn. Vậy thì sau này khi chúng ta nhìn bản vẽ mà thấy có một hình chiếu là hình tròn thì các em phải nghĩ ngay nó là khối tròn xoay và mở tập lại bài số 6 để tìm xem nó là khối tên gì. Bài tập của bài số 6 ở trang số 26. Cho vật thể ABCD hình chiếu 1, 2, 3, 4. Hãy đánh dấu vào bảng để chỉ sự tương quan giữa vật thể với các hình chiếu. Các em nhìn vật thể tìm hình chiếu. Vật thể A có hình chiếu là hình số mấy? Vật thể B hình chiếu số mấy? Vật thể C và D. Lớp đánh dấu vào sách ở trang 26 hoặc là dựa vào cái bài này để em các em sẽ làm vào trong tờ giấy nháp. Cô sẽ cho các em làm trên trang lớp học ha. Lúc khi nào mà chúng ta tới tiết học cô sẽ cho lớp làm. Nên cô bây giờ cô không có sửa nha. Cô vừa trình bày xong bài số 6. Tiếp theo là bài số 7. Thực hành. Đọc bản vẽ các khối tròn xoay. Mục tiêu của bài là các em sẽ đọc được bản vẽ của các hình chiếu của vật thể có dạng của khối tròn xoay. Phát huy được trí tưởng tượng không gian. Với nội dung, một la mã chuẩn bị ghi là sách giáo khoa, hai la mã nội dung, ba la mã các bước tiến hành, bốn la mã nhận xét và đánh giá. Phần nội dung của bài này bao gồm có các nội dung sau. Cho vật thể ABCD, hình chiếu 1, 2, 3, 4. Đánh dấu vào bảng 7.1 để chỉ sự tương quan giữa bản vẽ với các vật thể. Rồi phân tích vật thể để xác định được tạo thành từ các khối hình học nào. Rồi chúng ta làm yêu cầu thứ nhất trước. Làm bảng 7.1, nhìn vật thể, tìm hình chiếu. Vật thể A có hình chiếu là hình số mấy? Trong 1, 2, 3, 4. Vật thể B hình chiếu của nó là bản vẽ số mấy? Vật thể C và D. Rồi chúng ta sẽ hoàn tất cái bảng 7.1. 7.2. Phân tích vật thể xác định nó được tạo thành từ các khối hình học nào. Vậy thì ở đây người ta gợi ý cho các em nè. Bao gồm có khối hình trụ, hình nón cục, hình hộp chữ nhật và hình chẵm cầu. Vậy đây bốn khối mà có ba khối là bài số 6 rồi ha, là khối tròn xoay ha. Có hình hộp là của bài số 4 thôi, là khối đa diện. Vậy lắm nhìn hình A nè. Hình A bên ngoài nó được tạo thành từ khối gì? Khối gì mà chiếu đứng là hình chữ nhật, chiếu bằng hình chữ nhật và chiếu cạnh cũng là hình chữ nhật. Và tiếp tục ở bên trong nè. Bên trong nó là khối gì? Khối gì mà có một hình chiếu là hình tròn và một hình chiếu là hình chữ nhật? Rồi lớp điền khuyết vào, điền đánh dấu vào bảng 7.2. Vật thể B bên dưới là khối gì, bên trên là khối gì? Đây là bài số 6 nè, mới làm xong luôn, mới làm xong phần bài tập luôn. Vật thể C bên trái khối gì, bên phải khối gì? Cũng y vậy, bài 6 luôn. Vật thể D bên dưới khối gì, ở giữa khối gì, trên cùng khối gì? Vật thể D này được tạo thành từ 3 khối. Các em nhìn ở tỉa khối trên cùng nè, khối trên cùng khối tên gì thì các em phải nhìn vào hình chiếu dễ nè, dễ nhìn hơn nè. Ở phía trên cùng của hình chiếu đứng, nó có dạng là hình thang cân. Chiếu bằng là hai hình tròn. Vậy thì khối gì mà có một hình chiếu là hình thang cân và chiếu bằng là hai hình tròn?
ở phần bài tập của bài 6 trang 26 đó, nếu bạn nào làm thì các em sẽ biết. Vậy thì vật thể D là có 3 khối, tạo thành từ 3 khối nha. Các em hoàn tất bảng 7.1, bảng 7.2, bảng 6.4 trang 26 và đến tiết học ở trên trang lớp học, cô sẽ cho các em làm để đánh giá được mức độ hiểu bài của các em, xem các em có tập trung nghe giảng hay không, hay là vừa mở clip mà vừa làm việc riêng nha. Rồi cô sẽ lấy điểm, các em sẽ nghĩ là tại sao cô lấy rất nhiều cột điểm phải không? Rồi các em cứ yên tâm nha. Bài đối với cái chương vẽ này thì ở mỗi bài đều có bài tập, thì cô đều cho các em làm bài tập hết để đánh giá cái mức độ hiểu bài của các em. Và nếu trường hợp có nhiều cột điểm thì cô sẽ tính điểm trung bình, lấy điểm trung bình của các cột điểm. Rồi cô mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo là bài 8 và bài 9.